Tại sao không là cố gắng thay vào đó là sự chấp nhận? Tại sao không gạt nước mắt để cô đứng thay vì gục ngã? Hãy thay đổi cách nhìn để thấy lý do là gì. Tự đặt vị trí của nhau để nhìn thấu nhau nhiều hơn. Thời gian bên nhau ta không cùng quan điểm, niềm tình quá lớn vội đánh rơi. Từ lúc nào người mình tin tưởng nhất lại là người khiến ta phải nhìn sai? Tại sao không là cố gắng thay vào đó là sự chấp nhận? Tại sao không gạt nước mắt để cô đứng thay vì gục ngã? Hãy thay đổi cách nhìn để thấy lý do là gì. Tự đặt vị trí của nhau để nhìn thấu nhau nhiều hơn. Tự đặt vị trí của cho em đem nuôi và tiếng sóng đời đưa gửi em những ngôi sao trên cao tận em chiếc khăn gió để em thấy chẳng hề cô đơn để em thấy bình yên bên nhau để em vững tin yêu hai chúng ta rồi cần mưa đêm qua đi ngày mai lúc em thức giấc nắng mai sẽ ôn của anh ấm áp và em ấy gửi yêu em nhé vì em mãi là niềm hạnh phúc của em thôi. Vì cho em đem nuôi và tiếng sóng đời đưa gửi em những ngôi sao trên cao tận em chiếc khăn gió để em thấy chẳng hề cô đơn để em thấy bình yên bên nhau để em vững trước mặt nàng đầu đội trời cao trăng răng đất ngạo nghe núi sông mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta mà muôn nơi chú trăng trong tim nàng qua sâu xa là giọt lệ nàng đi không khi nào được rơi xuống đâu mà giờ em cho theo ai nên ta đành phải buông sầu dù sao nắng suốt đêm chưa quên hình ngày tháng u buồn dù người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương nàng còn hay nhớ chẳng khi xưa ta đã nói những lời dù ngày sau có ra sao ta vẫn mỗi bên người thôi nàng sợ ta chiến tranh bao năm không có ngày trở lại nàng cần người ở bên chăm lo sẵn sàng cho ngày mai ngày giờ đi chiếc khăn em trao ta